Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết Bắc Bộ vẫn có sự phân hóa giữa phía Đông và phía Tây khu vực. Trong khi Tây Bắc thì trời nắng từ sớm nên nhiệt tăng nhanh, thì tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm thì trời sẽ nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ và mưa phùn ở nhiều nơi. Phải từ sau 10 giờ sáng thì phía Đông Bắc mây tan dần, trời quang đãng và hửng sáng hơn. Trưa chiều có thể xuất hiện nắng nhẹ cùng nền nhiệt tăng dần, lên mức là từ 25 cho tới 28 độ. Còn với khu vực Tây Bắc do trời nắng mạnh nên nền nhiệt trưa nay sẽ ở mức 27 cho tới 29 độ và có nơi sẽ còn cao hơn. Dự báo sang ngày mai mùng 5 tháng 2, Bắc Bộ sẽ lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ yếu và sẽ lệch về phía đông. Hầu như là chỉ tác động tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, tiếp tục duy trì trạng thái là trời nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực này cùng nền nhiệt sẽ giảm từ 2 cho tới 3 độ. Với Trung Bộ, thời tiết thuận lợi hơn khi mà ngày Chủ nhật cuối tuần hầu khắp khu vực đều có nắng ở 3 tỉnh phía Bắc của miền Trung. Trời nắng gián đoạn, mức nhiệt dao động từ 26 cho tới 28 độ. Còn với khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào xuống tới Bình Thuận nắng mạnh từ sớm, nhiệt độ ngày cao từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết lý tưởng để người dân miền Trung chuẩn bị sắm Tết, trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn là nơi có nắng từ sớm. Thời gian nắng kéo dài khiến nền nhiệt trưa nay tăng nhanh. Ở các tỉnh vùng cao nguyên, mức nhiệt tăng lên mức từ 29 cho tới 32 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, trời oi bức và nóng với mức nhiệt dao động từ 33 cho đến 35 độ. Trên biển, thời tiết đáng lưu ý nhất là trên khu vực vịnh Bắc Bộ vẫn có sương mù vào đêm và sáng sớm, sẽ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km trong sương mù. Ở ngoài khơi thì khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông đến đông nam sẽ ở mức là cấp 3, cấp 4. Khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc ở mức cấp 4, trời ít mưa và nắng đẹp. Bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 2 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.